When coming to Vietnam, all tourists and foreigners want to find out something special and unique that only Vietnam has. Maybe some of you have seen this kind of picture before, but you don't really know what it is. Today, I'll introduce you about Đông Hồ fog paintings. We'll go to the source and find out which stories behind each painting. Đông Hồ is a small village in Bắc Ninh province of Vietnam. It takes us about 1 hour and a half to get there, and let's enjoy the sight along the way. Now we are at Đông Hồ village. Just take a look inside. There are two kinds of Đông Hồ fog paintings. The first one is monotonous painting like this, you can see. And the second kind is painting with colors. However, whatever they are made of gel paper. This is a gel paper. It is made of gel tree. People soak gel tree in waters for months, then ground it into powders and process into a perfect gel paper like this. And to decorate the gel paper, people use seashell to make it smooth and gloss. They use the mixture of seashell and sticky rice and then apply into the surface of gel paper. Cái nguồn gốc và cách tạo màu truyền thống đây thì thường thường là cái màu đỏ đây thì hay lấy từ viên son. Son. Và màu xanh từ lá tràm này, màu vàng từ hoa hòe. Ừ. Màu đen thì ủ từ tro dương và lá tre. Đấy thì đốt ra bộ sản phẩm ta hay dùng màu đấy. Đấy là cái công đoạn là in mới được 3 màu. Ừ. Đấy và cái công đoạn in cuối cùng là công đoạn in đen. À. Đấy ra in định hình. Because Đông Hồ fog paintings are usually bought and displayed at Tết, the content of the paintings are usually humorous and optimistic with bright and powerful colors. Một số tranh thì vẽ theo bộ, ví dụ những cái tích truyện, thì bộ bốn mùa, xuân hạ thu đông thì đã vẽ theo bốn mùa thì phải vẽ đủ. Đấy là những cái tích truyện cổ dân gian truyền thống mà trước đây được các cụ kể cho thế con cháu nhiều. Ừ. Đến bây giờ chúng tôi vẫn ghi chép và vẫn bảo tồn. Ừ. Thế ngoài cái tranh truyện thì có một số tranh treo theo bộ, theo cặp, ví dụ như là bé ông gà, bé ông vịt. Ừ. Cái này nó xuất phát từ cái thuyết âm dương. Ừ. Từ văn hóa Á Đông, tức là có cầu mong bé trai rồi có cầu mong bé gái, thì khi đó thì âm dương nó mới cân bằng, hướng dừa thì đi mới đánh ghen, một bên gia đình hạnh phúc thì một bên gia đình chưa hạnh phúc. Đây là em bé cưỡi trâu có ý nghĩa gì đấy? Cầu sáo khát vọng một cuộc sống yên bình. À. Cầu mong trẻ thành đạt. À. Đây là ý nghĩa là gà đàn tình mẫu tử tình mẹ con. À, ngoài những sản phẩm truyền thống tranh Đông Hồ thì đến bây giờ có một số sản phẩm mà chúng tôi cũng thay đổi phát triển để tạo ra những đầu ra. Ví dụ như là những cái sản phẩm đóng vào những quyển sách để cho khách và mọi người biết lưu niệm, mua làm quà tặng nhau này, hay là cái sản phẩm lịch truyền thống in theo cái phong cách truyền thống của Đông Hồ, hoặc là những cái bưu thiếp, thì đây là những cái sản phẩm chúng tôi cũng khai thác để tạo ra cái thị hiếu của khách và tạo ra cái đầu ra cho bạn bè. Something from Đông Hồ artists today. That's the end of our tour. See you next time.